Thảo xin chào các con. Hôm nay cô Thảo sẽ gặp các con trong một buổi học mới của tuần số 20. Và các con ơi, trước khi vào bài học ngày hôm nay thì các con cho cô Thảo hỏi một câu nhé. Bình thường bây giờ thì để muốn biết ngày mai thời tiết như thế nào thì mình sẽ xem chương trình gì nhỉ? À, đấy chính là chương trình dự báo thời tiết đúng không? Để mình xem là ngày mai trời nắng hay là trời mưa. Nếu là mùa đông thì mình xem là nhiệt độ bao nhiêu để mình chuẩn bị quần áo ấm, đúng chưa nhỉ? Tuy nhiên là trong ngày xưa thì chưa có chương trình dự báo thời tiết thì các cụ của chúng ta thường dùng một cách đấy là xem quan sát bầu trời, quan sát các vì sao này, quan sát cảnh mặt trời lặn này, hay là quan sát những con vật ví dụ như con kiến này hay con cua này để dự đoán về tình hình thời tiết. Có những câu ví dụ như là dáng vàng thì nắng, dáng đỏ thì mưa, đúng không? Đây, khi mà quan sát trên bầu trời thì mình sẽ thấy đây chính là dáng mỡ gà có nhà thì giữ. Có nghĩa là khi bầu trời mà có màu như thế này thì nghĩa là sắp mưa bão đến rồi, đúng không? Ngoài quan sát về bầu trời để biết thời tiết thì ông bà ta còn quan sát hoạt động của những con vật, ví dụ như là con kiến này. Kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa xa gần tới. Đó. Hoặc là có những câu như thế nào? Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó. Đấy chính là cách mà ngày xưa ông cha ta thường sử dụng để dự đoán thời tiết. Và trong cuộc sống, mặc dù là gió đối với mùa hè thì rất là có ý nghĩa, bởi vì gió mang đến cho chúng ta những làn gió mát để xua đi cái nắng oi ả của mùa hè, đúng không? Tuy nhiên nhưng nếu nhiều gió quá, góp gió thì thành bão, lại là một cái mối nguy hại đối với cuộc sống của chúng ta, đối với cuộc sống của con người, nhất là những người dân ở vùng biển hay là vùng miền núi, đúng không? Chính vì vậy mà ông cha ta ngày xưa đã quan sát rất nhiều hiện tượng thời tiết này, quan sát rất nhiều các loài động vật khác nhau để dự đoán được thời tiết. Và chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện liên quan đến thần gió, thần mưa hay là thần sấm, thần chớp, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một câu chuyện liên quan đến thần gió, và đó chính là câu chuyện mang tên Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Và các con sẽ mở sách giáo khoa trang 13 để mình cùng học bài này với cô Thảo nhé. Đầu tiên chính là phần luyện đọc, cô sẽ hướng dẫn chúng ta. Bình thường là cô Thảo sẽ đọc trước và các con sẽ đọc sau, đúng không? Nhưng mà hôm nay cô Thảo có một trò mới, đó là chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò, đấy là trò chuyển phát nhanh. Ở trên lớp các con đã được chơi trò chuyển phát nhanh bao giờ chưa nhỉ? Nếu mà mình chơi ở trên lớp thì sẽ rất là vui đấy. Trò chuyển phát nhanh này mình sẽ chơi như sau. Trên màn hình của cô sẽ là hình ảnh của các chiến binh Among Ú, đúng không? Chúng ta bây giờ có chơi Among Ú nhỉ? Đây là một trò chơi rất là nổi tiếng của các bạn bây giờ đang chơi đấy. Và các hình ảnh Among Ú này, khi nhạc của cô bật lên, đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chọn một bạn Among Ú để đại diện cho mình. Bởi vì các con không tham gia lớp học trực tiếp của cô Thảo mà chúng ta tham gia qua màn hình, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn một hình ảnh thay cho đại diện cho mình. Ví dụ các con có thể chọn bạn màu trắng này, hay là các con chọn bạn màu xanh, chọn bạn màu cam và chọn bạn màu đỏ. Và nhớ rằng nếu mà đã chọn bạn nào thì ghi vào trong vở của mình là mình đã chọn bạn nào đấy nhá. Và tí nữa khi mà điệu nhạc của cô bắt đầu thì sẽ lần lượt chỉ qua, chuyển hàng qua tất cả các bạn. Và nhạc dừng ở đâu mà đến đúng vị trí của bạn đó thì bạn đấy sẽ là người đọc bài trước, nghe chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là nếu nhạc dừng ở bạn màu trắng thì những bạn nào chọn màu trắng các con sẽ đọc bài trước, sau đó mới nghe lại cô Thảo đọc và chúng ta đọc theo sau. Các con hiểu chưa nhỉ? Bình thường thì cô Thảo đọc trước nhưng hôm nay sẽ là đến lượt các con đọc trước. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ mình bắt đầu nhá. Chúng ta hãy đứng lên và không ngồi ở trước màn hình nhá. Mình đứng lên để mình vận động để tham gia trò chơi chuyển hàng cùng với cô Thảo nhá. Trò chơi chuyển phát nhanh của chúng ta như sau. Ở đây trên màn hình của cô là bốn bạn Among Ú. Và nhiệm vụ của các con sẽ là tự chọn cho mình một bạn Among Ú mà các con yêu thích. Ví dụ như các con có thể chọn bạn là Among Ú màu trắng này,
hay là màu xanh, màu da cam hoặc là màu đỏ. Và khi chọn các bạn xong rồi, các con hãy nhớ ghi vào tờ giấy nháp của mình hoặc là nhớ ghi vào vở của mình là bạn của mình chọn là màu gì. Ví dụ mình ghi là Amon ú màu xanh, Amon ú màu trắng, Amon ú màu cam, Amon ú màu đỏ, được chưa? Bây giờ nếu mà các con đã chọn xong rồi thì bây giờ nghe cô Thảo hướng dẫn tiếp nhá. Ở đây của cô Thảo sẽ có một điệu nhạc, đấy là điệu nhạc Chicken Dance. Và nhiệm vụ của chúng ta là mình vừa nghe nhạc và mình vừa quan sát. Nếu nhạc dừng ở bạn nào thì bạn đấy sẽ đọc bài trước theo yêu cầu, được chưa? Ví dụ nhạc đang chạy và sẽ dừng lại ở bạn Amon ú màu đỏ, thì tất cả những bạn đã chọn màu đỏ thì chúng ta sẽ mở sách ra và mình đọc bài trước, sau đó cô Thảo sẽ đọc lại sau, được chưa? Chúng ta hiểu chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Và nhạc của chúng ta bắt đầu. Và nhạc của chúng ta đã dừng lại ở bạn màu đỏ rồi. Những bạn nào chọn Amon ú màu đỏ nhỉ? Chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ, đấy chính là mình đọc đoạn số 1. Và đoạn số 1 sẽ là đoạn ở trang số 13. Và các con hãy nhớ rằng mình tuân thủ đúng quy tắc của chuyển hàng nhé. Hàng đến bạn nào thì bạn đấy sẽ có nhiệm vụ xử lý hàng đó và các con sẽ đọc bài. Để cho tất cả những bạn mà mình chọn bạn Amon ú màu đỏ thì chúng ta sẽ đọc bài trước nhé. Và bài đọc phần đoạn 1 của chúng ta ở trang số 13. Các con hãy dừng lại video và chúng ta đọc thật to, rõ ràng. Và sau đó chúng ta hãy nghe mở lại video và nghe cô Thảo đọc lại nhé. Nào các bạn Amon ú của chúng ta đã đọc xong đoạn số 1 chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta nghe cô Thảo đọc lại một lần nữa để xem chúng mình và cô Thảo đọc đã khớp nhau chưa nhé. Đoạn 1. Ngày xưa, loài người chưa biết làm nhà, phải ở hang núi. Về sau, nhiều người về đồng bằng và ven biển sinh sống. Đây là nơi thần gió hoành hành. Đoạn này khá là dễ bởi vì chúng ta những câu là những câu ngắn và đã tự ngắt nhịp được rồi. Chúng ta không phải mất nhiều thời gian để mình xử lý nhịp nữa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Sau khi đọc đoạn 1 xong rồi, bạn Amon ú màu đỏ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo để mình xem lần này đoạn nhạc sẽ dừng lại ở đâu nhé. Và nhạc bắt đầu. Nhạc đã dừng lại ở bạn Amon ú màu xanh rồi. Vậy bạn nào đã chọn bạn Amon ú màu xanh thì mình xem yêu cầu của mình là gì nhé. Yêu cầu của chúng ta là đọc đoạn số 2. Và nhiệm vụ của các con là mình sẽ đọc đoạn số 2 trong bài trong bài Ông Mạnh Thắng Thần Gió. Và đoạn số 2 chính là ở trang số 14. Có ghi số 2 ở ngay đoạn đầu. Và bạn Amon ú màu xanh ơi, chúng ta hãy bắt đầu đọc bài nhé. Mình dừng lại video và mình đọc bài cho cô Thảo nào. Và bây giờ sau khi bạn Amon ú màu xanh đọc rồi thì bây giờ chúng ta hãy nghe cô Thảo đọc một lần nhé. Một hôm, thần gió gặp một người tên là Mạnh. Thần xô ông Mạnh ngã lăn quay. Ông lồm cồm bò dậy, nổi giận quát: thật độc ác! Thần gió bay đi với tiếng cười ngạo nghễ. Các con lưu ý cho cô, trong phần đọc này, ở câu thật độc ác là một câu bộc lộ cảm xúc hết sức là tức giận của ông Mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta đọc nhấn mạnh, đúng không? Thật là độc ác, đúng không? Và bây giờ nhạc sẽ tiếp tục để mình xem là bạn Amon ú nào ngày hôm nay sẽ tiếp tục đọc phần số 3 nhá. Và bây giờ là đến lượt bạn Amon ú màu trắng. Và nhạc đã dừng lại ở bạn Amon ú màu trắng rồi. Cô xin mời bạn Amon ú màu trắng đọc tiếp cho cô đoạn số 3. Và đoạn số 3 yêu cầu chúng ta sẽ đọc thật to và rõ ràng. Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa trang 14 để mình cùng đọc đoạn số 3 nhé. Từ đó, ông Mạnh quyết chống trả. Ông vào rừng lấy gỗ dựng nhà. Cả ba lần, nhà đều bị quật đổ. Cuối cùng, ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi. Ông đẵn những cây gỗ lớn nhất làm cột, chọn những viên đá thật to làm tường. Và đoạn 3 của cô đã đến đây là đã hết rồi. Và chúng ta thấy rằng bạn Amon ú màu trắng đã đọc rất tốt phần của mình, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo.
À, lần này với đoạn tiếp theo thì sẽ là bạn A mong ú màu đỏ. Hôm nay bạn nào chọn nhân vật A mong ú màu đỏ sẽ được đọc 2 lần đúng không các con? Và yêu cầu của bạn A mong ú màu đỏ đó chính là đọc đoạn số 4. Bạn A mong ú màu đỏ ơi, chúng ta hãy đọc đoạn số 4, sau đó mình mở lại video và mình xem phần đọc của cô Thảo nhé. À, đoạn số 4. Ngôi nhà đã làm xong. Đêm ấy, thần gió lại đến đập cửa thét: "Mở cửa ra!" "Không, sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào." Sáng hôm sau, mặt trời lên, ông Mạnh mở cửa, thấy cây cối xung quanh đổ rạp. Rõ ràng đêm qua, thần gió đã giận dữ, lồng lộn mà không thể xô đổ ngôi nhà. Câu chuyện hay quá phải không các con? Và bây giờ mình xem tiếp tục còn một đoạn nữa thì bạn nào sẽ là người đọc đoạn đấy nhé. Và nhạc bắt đầu rồi. À, nhạc đã dừng lại ở bạn A mong ú màu cam. Và hôm nay bạn A mong ú màu cam cũng vô cùng may mắn là bạn A mong ú màu cam được đọc 2 lần. Và xin mời bạn A mong ú màu cam sẽ đọc cho cô đoạn số 5. Đoạn số 5. Mấy tháng sau, thần gió đến nhà ông Mạnh vẻ ăn năn. Ông Mạnh an ủi và mời thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó thần gió thường đến thăm ông, đem cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngọt ngào của các loài hoa. Như vậy là sau phần chơi chuyện phát nhanh vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau đọc xong bài Ông Mạnh thắng thần gió. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học tiếp bài tập đọc ngày hôm nay nhé. Phần số 2 là cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc một số từ khó. Ví dụ ở đây chúng ta lưu ý mình sẽ đọc trước những từ này: loài người, hang núi, lăn quay, lồm cồm, nổi giận và lớn nhất. Ngoài ra mình lưu ý cho cô là khi đọc bài này thì có những câu mà mình có dấu chấm than ở đây. Bây giờ chấm than là những câu mà dùng để bộc lộ cảm xúc, thì chúng ta lưu ý là mình đọc để thể hiện cái cảm xúc đúng với nhân vật. Ví dụ ở đây, khi thần gió gặp một người tên Mạnh, thần xô ông Mạnh ngã lăn quay, ông Mạnh lồm cồm bò dậy, nổi giận quát: "Thật độc ác!" Thì trong lúc này là thể hiện cái tâm trạng, cái cảm xúc của ông Mạnh đấy là rất là bực tức đúng không? Chính vì vậy khi đọc cái phần này thì mình nhấn mạnh cho cô: "Thật độc ác!" đúng không? Và tiếp tục đến phần tiếp theo là phần câu mở cửa ra. Đây là lời của thần gió. Thần gió lúc này đến đập cửa nhà ông Mạnh nhưng không thể nào mà xô đổ và mở được cửa. Chính vì vậy thần gió lúc này cũng hết sức là giận dữ và thét lên: "Mở cửa ra!" Chính vì vậy mà chúng ta đọc cần nhấn mạnh và to, âm lượng to hơn một chút so với những câu khác. Không thể nào lúc đấy mình đọc là mở cửa ra rất là nhỏ nhẹ được đúng không? Vì đây là lời của thần gió nói trong cái lúc mà rất là tức giận, sau khi dùng mọi cách rồi mà vẫn không làm thế nào để đổ nhà của ông Mạnh được, cho nên thần gió đã thét là mở cửa ra đúng không? Và tiếp tục câu tiếp theo là: "Không, sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào." Thì lúc này không phải là giọng giận dữ của ông Mạnh nữa, mà là một giọng rất là tự tin, rất là khẳng khái, từ chối một cách rõ ràng với thần gió đúng không? Là không. Và ông Mạnh nói: "Sáng mai ta sẽ mở cửa mời ông vào." Thì chúng ta cần đọc câu này với một giọng rất từ tốn, thể hiện một cái tâm thế của ông Mạnh là lúc này là sẵn sàng đối đầu với thần gió và không sợ gì cả. Ông rất tự tin về ngôi nhà của mình đúng không? Bởi vì ngôi nhà của ông Mạnh được xây dựng như thế nào nhỉ? À, chúng ta thấy rằng ông Mạnh đã vào rừng lấy gỗ dựng nhà đúng không? Ông đã đặt những cây gỗ lớn nhất để làm cột và chọn những viên đá thật to để làm tường. Chính vì vậy mà thần gió không thể nào làm gì được ngôi nhà của ông Mạnh, đúng không? Và bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện Ông Mạnh thắng thần gió thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Phần tìm hiểu bài ở đây có một số từ khó cô sẽ giải thích cho chúng ta. Từ đầu tiên là từ đồng bằng. Đồng bằng chính là một cái vùng đất rộng và bằng phẳng. Ví dụ đây chính là hình ảnh của đồng bằng. Một vùng đất rộng và bằng phẳng. Ở nước Việt Nam chúng ta ngoài những nơi gọi là đồng bằng thì chúng ta còn các địa hình khác, ví dụ như là địa hình miền núi. Chúng ta thấy không? Địa hình miền núi là có rất là nhiều núi. Thứ hai là địa hình biển. Đó, địa hình biển. Tiếp tục mình có những từ như sau: từ hoành hành, tức là làm nhiều điều ngang ngược trên khắp một vùng rộng, không kiêng nể ai. Và cái từ hoành hành này đang nói về ai?
đang nói về thần gió đúng không? Đây là nơi thần gió hoành hành. Và cái từ này là một cái từ mà mang sắc thái xấu, chỉ những người làm việc xấu, đúng không? Mình không dùng từ này cho những người làm việc tốt. Thì ở đây là ông thần gió lúc này thì luôn luôn trêu chọc mọi người, đúng không? Ví dụ như nhìn thấy ông Mạnh này, xô ông Mạnh ngã lăn quay rồi cười ngạo nghễ. Vậy thì hoành hành là từ mà chỉ làm nhiều điều ngang ngược trên khắp một vùng rộng, không kiêng nể ai, gọi là hoành hành. Tiếp tục từ ngạo nghễ là coi thường tất cả, coi thường tất cả. Từ vững chãi là có nghĩa là chắc chắn, khó bị lung lay. Đẵn ở đây có nghĩa là chặt. Ăn năn là hối hận về cái lỗi lầm của mình thì gọi là ăn năn. Và tiếp tục đến phần tìm hiểu bài thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời một số câu hỏi ở trong sách giáo khoa trang 14. Là thần gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận? Ở đây chúng ta quan sát trong sách, mình đã đọc bài rồi, thì mình thử trả lời cho cô Thảo là ông thần gió đã làm gì mà khiến cho ông Mạnh phải nổi giận như vậy nhỉ? Thần gió làm rất nhiều điều, ví dụ như là thần xô ông Mạnh ngã lăn quay, thần bay đi với tiếng cười ngạo nghễ, tức là đã xô ngã người ta rồi đúng không? Mà không biết hối hận, không biết xin lỗi mà còn bay đi với tiếng cười ngạo nghễ, cười ngạo nghễ tức là cười một cách chế giễu đúng không? Đã xô người ta ngã rồi lại còn cười và chế giễu người ta nữa. Chính vì vậy cái điều này làm cho ông Mạnh vô cùng nổi giận. Hai là kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần gió. Và sau lần chạm trán với thần gió thì lúc này ông Mạnh đã làm gì nhỉ? Ông Mạnh đã có suy nghĩ đấy là nhất quyết là phải chống trả lại thần gió, không để thần gió hoành hành mãi được. Chính vì vậy mà ông đã làm rất nhiều việc để chống trả lại thần gió. Cụ thể, thứ nhất là ông vào rừng lấy gỗ để dựng nhà. Được chưa? Ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi và ông đẵn những cây gỗ lớn nhất để làm cột để không gió không thể xô đổ được, và ông chọn đá thật to để làm tường. Chính vì như vậy, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 3 nhé. Hình ảnh nào chứng tỏ thần gió phải bó tay? Đó. Bó tay có nghĩa là thần gió không làm gì được ông Mạnh, không thể xô đổ nhà được của ông Mạnh, làm đủ mọi cách mà vẫn không thể đánh đổ được ông Mạnh thì người ta gọi là bó tay, được chưa? Đây, mình xem là hình ảnh nào đã chứng tỏ thần gió phải bó tay. Thì mình thấy rằng ngôi nhà của ông Mạnh vẫn đứng vững và xung quanh thì mình thấy cây cối đổ rạp. Thì ở đây, hình ảnh cây cối xung quanh ngôi nhà đã đổ rạp trong khi ngôi nhà vẫn đứng vững chứng tỏ thần gió phải bó tay. Tức là thần gió rất nổi giận, làm đủ mọi cách nhưng ngôi nhà vẫn vững chãi đứng đó, còn các cây cối và cảnh vật xung quanh thì đổ rạp xuống. Điều đó chứng tỏ là ngôi nhà của ông Mạnh thế nào? Rất là chắc chắn đúng không? Bởi vì ông đã làm thế nào nhỉ? Ông đã lấy những cây gỗ lớn nhất ở trong rừng để dựng cột và những viên đá lớn nhất để làm tường. Chính vì vậy mà thần gió không làm gì được. Tiếp tục, ông Mạnh đã làm gì để thần gió trở thành bạn của mình? Sau lần chạm trán đầu tiên thì sau khi mà thần gió xô ông Mạnh ngã và quay bay đi cười ngạo nghễ thì lúc này ông Mạnh nhất quyết là phải thắng thần gió. Tuy nhiên sau lần thắng đầu tiên, tức là sau một đêm mà ông Mạnh sau khi dựng ngôi nhà vững chãi, thần gió không làm thế nào để xô đổ ngôi nhà ấy được, thì lúc này ông Mạnh có kiêu căng và ông Mạnh lại quyết định chống trả lại thần gió một lần nữa không? Không đúng không? Thì lúc này ông Mạnh đã làm một điều rất là tuyệt vời để biến thần gió đã trở thành người bạn của mình. Thì chính là khi thần gió ăn năn biết lỗi, ông Mạnh đã an ủi thần và mời thần thỉnh thoảng đến chơi. Như vậy là từ hai người mà hai người đối đầu với nhau, từ một người là thần gió rất là ngạo nghễ, rất là kiêu căng, ngạo mạn, hay hoành hành khắp nơi, làm hại mọi người khắp nơi, và từ là một người quyết tâm chống trả lại thần gió, thì đến bây giờ với cách cư xử của ông Mạnh đã biến thần gió trở thành bạn của con người, đúng không? Vậy câu tiếp theo, ông Mạnh tượng trưng cho ai và thần gió tượng trưng cho cái gì? Ở đây chúng ta thấy rằng ông Mạnh chính là tượng trưng cho sức mạnh của con người, thần gió là tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên. Và câu chuyện của chúng ta ở đây muốn nói lên là con người có thể
có thể cải thiện, cải tạo được thiên nhiên, đúng không? Và nội dung bài học của chúng ta hôm nay, ông Mạnh tượng trưng cho con người, thần gió tượng trưng cho các hiện tượng thiên nhiên, và con người chiến thắng thần gió, chiến thắng được thiên nhiên nhờ vào quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng cần biết kết bạn với thiên nhiên, sống nhân ái, hòa thuận với thiên nhiên, đúng chưa các con? Và các con hãy thử, sau khi đọc xong câu chuyện này, chúng ta hãy thử liên hệ với những câu chuyện khác và liên hệ với thực tế để xem một bên là sức mạnh của con người và một bên là sức mạnh của thiên nhiên nó diễn ra như thế nào trong thực tế cuộc sống, đúng không nhỉ? Và sau khi học bài Ông Mạnh thắng thần gió thì bây giờ cô và các con sẽ cùng đến phần tiếp theo. Đấy chính là phần kể chuyện Ông Mạnh thắng thần gió. Chúng ta sẽ mở sách giáo khoa trang 15 để mình cùng tiếp tục học bài kể chuyện này nhé. Chúng ta sẽ làm bài số 1 trang trang số 15. Sắp xếp thứ tự các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện Ông Mạnh thắng thần gió. Và để làm được bài tập này thì các con hãy đọc lại bài tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió để mình xem là những sự việc nào diễn ra trước, sự việc nào diễn ra sau, được chưa? Ở đây mình sẽ có các bức tranh. Mình có 4 bức tranh và nhiệm vụ của con sẽ là mình đánh số vào các bức tranh, xem bức tranh nào diễn ra trước, bức tranh nào diễn ra sau. Và đây, bức tranh số 1, số 2, số 3 và số 4. Vậy mình xem với 4 bức tranh này thì sự việc nào đã diễn ra trước và sự việc nào diễn ra sau. À, để sắp xếp được thì mình hãy thử đoán xem ở mỗi bức tranh nó thể hiện một cái sự việc gì. Ở đây là lúc thần gió và ông Mạnh đã trở thành bạn của nhau, đúng không? Ở đây là cảnh ông Mạnh đã đẵn cây để làm nhà, chuẩn bị đá để làm tường. Ở đây là cảnh ngôi nhà sau một đêm thần gió hoành hành nhưng không làm gì được, cây cối xung quanh đổ rạp nhưng mà ngôi nhà vẫn vững chãi đứng đó. Và cái ảnh số 4 này chính là ảnh mà thần gió xô ngã ông Mạnh và bay đi cười ngạo nghễ. Thì sau khi mình đoán được nội dung của 4 bức tranh thì bây giờ mình sẽ sắp xếp theo thứ tự của câu chuyện, đúng không? Bức tranh số 1 là thần gió xô ngã ông Mạnh. Bức tranh số 2 là ông Mạnh vác cây, khiêng đá, dựng nhà. Bức tranh số 3, thần gió tàn phá làm cây cối xung quanh đổ rạp nhưng không thể xô đổ ngôi nhà của ông Mạnh. Bức tranh số 4, thần gió trò chuyện cùng với ông Mạnh. Như vậy là cô đã cùng với các con sắp xếp thứ tự các bức tranh theo đúng nội dung của câu chuyện Ông Mạnh thắng thần gió. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2 là kể lại toàn bộ câu chuyện. Và bây giờ cô Thảo sẽ hướng dẫn chúng ta 3 cách để chúng ta có thể kể lại câu chuyện một cách hay hơn và theo đúng giọng văn của mình. Thì cách thứ nhất là chúng ta sẽ thêm các yếu tố miêu tả vào trong quá trình mình kể chuyện. Các yếu tố miêu tả có nghĩa là gì? Ví dụ trong bức tranh số 3 ở trong sách giáo khoa là ngôi nhà sau một đêm mà thần gió hoành hành nhưng vẫn vững chãi, còn cây cối xung quanh đổ rạp. Thì cái hình ảnh cây cối xung quanh đổ rạp chính là những câu miêu tả. Thì ngoài những phần miêu tả ở trong sách giáo khoa, mình có thể bổ sung thêm những câu miêu tả khác. Ví dụ cây cối đổ rạp như thế nào này, ngôi nhà vẫn vững chãi ra sao. Đấy. Tiếp tục về phần kỹ năng số 2 để giúp cho chúng ta có viết được đoạn văn, kể được câu chuyện hay hơn, đấy chính là yếu tố biểu cảm. Sau mỗi phần sự kiện của câu chuyện, mình có thể thêm vào đấy những yếu tố biểu cảm. Ví dụ ở đây có đoạn thần gió bay đi với tiếng cười ngạo nghễ, thì mình có thể thêm một câu biểu cảm của người dẫn chuyện. Đấy là việc làm đó hết sức là xấu xa, đúng không? Việc làm đó khiến cho ông Mạnh không thể chịu đựng được nữa. Đấy chính là câu mình thêm câu biểu cảm vào trong quá trình mình kể chuyện. Tiếp tục, yếu tố quan trọng nhất trong phần kể chuyện đấy chính là hội thoại. Đoạn hội thoại tức là những câu thoại mà của người, các nhân vật trong chuyện nói. Ví dụ ở đây, ông Mạnh lồm cồm bò dậy, nổi giận quát, thật độc ác. Đó, thì đây là một câu thoại, là một câu thoại. Thì mình có thể ngoài những cái câu thoại, lời thoại trong cái câu chuyện ở bản gốc này, mình có thể bổ sung thêm hội thoại, đúng không? Thì mình có thể nói thêm là thật độc ác, ta sẽ nghĩ cách để trừng trị người, được chưa? Thế thì mình hãy lưu ý là thêm những câu hội thoại là những câu mà các con tự nghĩ ra, tự sáng tác ra, nó phù hợp với câu chuyện để giúp cho câu chuyện kể của chúng ta sẽ hay hơn.
Ví dụ ở đây có các yếu tố miêu tả như sau. Một hôm trên đường đi, thần gió gặp một người tên là Mạnh. Để chứng tỏ uy quyền của mình, thần gió phồng miệng thổi, xô ông Mạnh ngã, lăn quay ra đất. À, ở đây cô có từ ngữ miêu tả đấy, từ là từ phồng miệng thổi, đúng không? Đấy, thì chúng ta lưu ý là trong quá trình mình kể chuyện thì mình sẽ thêm những cái từ ngữ miêu tả như vậy để giúp cho cái đoạn văn của mình đến với người đọc nó rõ ràng hơn. Tiếp tục hội thoại, mình có thể thêm những đoạn hội thoại như sau. Sau lần bị thần gió xô ngã, ông Mạnh nghĩ lần này ta nhất định phải tìm cách chống trả lại thần gió, không thể để lão tác oai tác quái mãi được. Đấy, thì đây là phần hội thoại. Yếu tố biểu cảm mình có thể thêm như sau. Cha ơi, mặc dù thần gió đập cửa ầm ầm nhưng ngôi nhà vẫn vững chắc, không hề suy chuyển. Đấy, thì câu biểu cảm mình nhớ, mình lưu ý cho cô là mình hãy thêm cho cô dấu chấm than ở đây, đúng không? Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta ba cách để mình có thể kể một câu chuyện bằng lời văn của mình hay hơn. Cách thứ nhất đấy là mình thêm yếu tố miêu tả. Cách thứ hai là mình thêm yếu tố biểu cảm. Và cách số 3 là mình thêm các đoạn hội thoại, đúng chưa nhỉ? Vậy thì các con hãy dựa vào các gợi ý của cô Thảo để mình kể lại toàn bộ câu chuyện này nhé. Bây giờ đến câu số 3 là hãy đặt tên khác cho câu chuyện. Mình xem, mình đọc câu chuyện này và bây giờ mình thử xem mình có thể đặt tên như thế nào cho câu chuyện được nhỉ? À, bình thường khi mà đặt tên cho câu chuyện, các con lưu ý nhé, mình có thể dựa vào nhân vật chính. Mình xem nhân vật chính là ai, có hoạt động như thế nào để mình dựa vào hành động, dựa vào cử chỉ của nhân vật chính để mình đặt tên cho câu chuyện. Cách số 2 là mình dựa vào ý nghĩa của câu chuyện, ý nghĩa hoặc là bài học của câu chuyện để mình đặt tên cho câu chuyện. Vậy thì ở đây chúng ta thử xem là mình có thể đặt được những tên gì cho câu chuyện của mình nhé. Ở đây mình có thể đặt là ông Mạnh và thần gió chính là hai nhân vật chính có trong câu chuyện, đúng không? Hoặc là thần gió và ngôi nhà nhỏ. Đấy, ai thắng ai? Ai thắng hai thì chính là ý nghĩa và bài học của câu chuyện. Cô đã dựa vào ý nghĩa và bài học của câu chuyện để cô đặt tên cho câu chuyện này. Hay tiếp tục, con người chiến thắng thần gió. Chiến thắng thần gió hoặc bạn hay thù. Như vậy, các con lưu ý là với dạng bài mà hãy đặt tên cho câu chuyện là một dạng bài khá là quen thuộc với chương trình lớp 2. Nhất là những bạn nào mà thi đầu vào của những trường chất lượng cao. Thì chúng ta lưu ý, cách đặt tên mình sẽ dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là mình dựa vào nhân vật chính, đúng không? Mình sẽ dựa vào nhân vật chính, dựa vào ý nghĩ, dựa vào hành động của nhân vật chính để mình đặt tên cho câu chuyện này. Ví dụ, ông Mạnh và thần gió và ngôi nhà nhỏ, thì đây là cách dựa vào nhân vật chính. Cách thứ hai là mình sẽ dựa vào bài học, ý nghĩa của câu chuyện để mình đặt tên. Ví dụ, ai thắng ai, con người chiến thắng thần gió. Đấy chính là hai cách mà các con có thể sử dụng để mình đặt tên cho bất cứ câu chuyện nào mà các con gặp. Được chưa? Và sau khi chúng ta làm xong phần câu 3 thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đến với một bài tập đọc tiếp theo của tuần số 20. Đấy chính là bài tập đọc Mùa Xuân Đến. Và các con sẽ mở sách giáo khoa để mình học tiếp bài này nhé. Bài tập đọc Mùa Xuân Đến ở trang số 17. Các con hãy mở sách giáo khoa để cùng với cô Thảo nhé. Đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc một số từ khó trước, sau đó cô sẽ đọc trơn cả bài. Nhất là hoa mận, rỡ, nồng nàn, bay nhảy. Chúng ta cái từ này chúng ta lưu ý nhé. Mình đọc, nếu mà nhiều bạn đọc nhanh bị líu, mình đọc thành bay nhảy thì chúng ta lưu ý đây là bay nhảy. Nhanh nhảu, khứu. Chữ này cũng có rất nhiều bạn hay đọc nhầm, mình hay đọc là khứu, đúng không? Không phải là khứu mà là khứu, được chưa? Lắm điều, trào màu, đỏ dáng, trầm ngâm, thơ ngây và sáng ngời. Các con hãy lưu ý là mình đọc những cái từ khó trước, sau đó mình mới đọc trơn vào toàn bài. Và bây giờ cô sẽ đọc trước một lượt bài Mùa Xuân Đến. Các con nghe xem cô ngắt nghỉ ở chỗ nào, lên giọng ở chỗ nào, xuống giọng ở chỗ nào để mình đọc theo nhé. Mùa Xuân Đến. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa, hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhảu,
những chú khứu lắm điều, những anh chào màu đỏ dáng, những bác cu gáy trầm ngâm. Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn, nhưng trong trí thơ ngây của chú vẫn còn sáng ngời hình ảnh một cánh hoa mận trắng biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới. Trong bài đọc Mùa Xuân Đến, mùa xuân là mang đến cho con người cái cảm giác ấm áp và mang đến sự sống, sự phát triển của muôn loài. Chính vì vậy trong phần bài đọc này chúng ta lưu ý những có những câu ngắn ví dụ như là hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua, thì những câu đấy mình sẽ không ngừng lâu như những câu khác, những câu dài khác, mà mình sẽ đọc với một giọng gấp gáp hơn, là thể hiện niềm hồ hởi của mình khi mùa xuân đến. Các con lưu ý nhé, với các bài khác thì mình thường ngắt nghỉ hai nhịp ở dấu chấm kết thúc câu, đúng không? Nhưng với bài Mùa Xuân Đến thì những câu này là những câu ngắn, nó chỉ có 3 hay là 4 chữ trong một câu thôi. Chính vì vậy mình sẽ đọc với giọng gấp gáp hơn để thể hiện một cái niềm hân hoan, một cái sự phấn khởi khi mùa xuân đến. Ví dụ, hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua, vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Đó, thì nhớ cho cô là những câu ngắn có 3 đến 4 chữ thì mình đọc gấp gáp hơn một chút. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đến phần tìm hiểu bài với việc mình giải thích một số từ khó. Ở đây có từ hoa bưởi. Hoa bưởi là một loài hoa không xa lạ gì, nhưng cô tin chắc chắn rằng sẽ có nhiều bạn nhỏ mình chưa nhìn thấy hoa bưởi bao giờ, đúng không? Thì hoa bưởi, đây chính là hình ảnh của hoa bưởi. Đến Trung Thu mình thấy có quả bưởi. Mình thấy quả bưởi và mình thấy ở chợ bán rất nhiều bưởi rồi. Nhưng mà đôi khi có nhiều bạn là chưa nhìn thấy hoa bưởi, đúng không? Hoa bưởi thơm nồng nàn. Và hoa bưởi ngoài cho ra quả để chuẩn bị Trung Thu này, thì hoa bưởi còn để làm nhiệm vụ nữa, có thể là ướp trà, để ướp trà hoa bưởi. Nồng nàn, ở đây có hoa bưởi nồng nàn. Thì nồng nàn có nghĩa là một mùi thơm đậm đà nhưng mà dễ chịu. Mùi thơm đậm đà và dễ chịu. Tiếp tục ở đây là có hoa cau. Hoa cau thoảng qua, đây là hình ảnh của hoa cau. Hoa cau màu vàng và nhỏ xíu thôi. Rồi gì nữa? Hoa nhãn, ở đây có hoa nhãn. Đó, cô chiếu gần hơn, chúng ta có thể quan sát cái hình ảnh ở trên đây. Nó gần hơn một chút về hình ảnh của hoa nhãn. Và nói đến hoa nhãn thì cô thường nhớ về ngày xưa. Khi mà mùa hoa nhãn bắt đầu thì các bạn học sinh đi học về thường có một việc rất là thú vị. Đấy là sẽ với những cành nhãn xuống và nếm thử mật ở hoa nhãn. Đấy là một việc làm vô cùng thú vị, nhưng mà các bác ở vườn nhãn không thích điều này đâu. Bởi vì mật nhãn là còn để dành cho ai? Để dành cho mật ong, để dành cho ong để lấy mật, đúng không? Và bây giờ chúng ta tìm hiểu một số từ khó khác. Ví dụ ở đây có những từ như là này, ở đây có các hình ảnh của các loài chim như là chim chích chòe này, chim khứu này, chim chào mào này. Vậy thì mình thử xem với ba loài chim này thì đâu là những cái loài chim mà trong sách nói tới nhỉ? Mình thấy ở đây là những anh chào mào đỏm dáng. Đây chính là chim chào mào, có một cái mào trên đây là chim chào mào, đúng không? Ngoài ra còn có những loài chim khác. Tiếp tục sau phần giải thích từ khó thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Và ở đây chúng ta các câu hỏi ở trong trang số 17. Câu 1 là dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến? Rồi. Để trả lời cho phần câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, đó là trò chơi hộp quà bí mật. Và trong phần bài học ngày hôm nay với trò chơi hộp quà bí mật thì cô rất mong ba mẹ của chúng ta sẽ hợp tác với chúng mình trong trò chơi này, đúng không? Mỗi một câu hỏi cô đặt ra nó sẽ tương ứng với các hộp quà ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chọn hộp quà. Trong đây sẽ có tất cả là 3 câu hỏi, đúng không? Trong sách giáo khoa của chúng ta sẽ có 3 câu hỏi nhưng mà có 4 ý. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chọn 4 hộp quà. Đó. Các con sẽ chọn 4 hộp quà nhé. Bởi vì mình chỉ có 4 câu hỏi thôi mà ở đây có tất cả là 10 hộp quà. Vậy có nghĩa là sẽ có những bạn chọn đúng hộp quà có câu hỏi và có những bạn sẽ chọn những hộp quà mà không có câu hỏi. Các con hiểu không nhỉ? Và bây giờ chúng ta hãy chọn những hộp quà nhé. Và các con ghi ở phần dưới trong phần vở của mình. Đây là các con chọn số mấy. Và nhớ là mình sẽ chọn 4 hộp quà nhé.
Mình có thể chọn số 1, số 2, số 7, số 8, chọn bất cứ số nào mà các con muốn. Và nhớ rằng khi các con chọn rồi thì các con không được quyền thay đổi. Và hộp quà mở ra, nhiệm vụ của các con sẽ là trả lời các câu hỏi. Và nếu chúng ta trả lời đúng thì chúng ta sẽ được nhận quà ở trong các hộp quà mà mình đã lựa chọn. Và lưu ý là khi nhận được quà rồi nhờ việc trả lời đúng thì các con hãy nhờ ba mẹ của mình trao quà cho mình nhé. Rồi bây giờ nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta hãy chọn cho cô Thảo 4 hộp quà trước nhé. Các con đã chọn xong 4 hộp quà của mình chưa? Và bây giờ mình sẽ mở từng hộp xem hộp nào là hộp quà và hộp nào là hộp không có gì nhá. Câu số 1. À, đây là của hộp quà số 1. Và hộp quà số 1 mở ra thì có một câu hỏi xuất hiện. Vậy chứng tỏ câu này là câu có quà rồi, đúng không? Cô chúc mừng bạn nào đã chọn số 1 nhé. Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến? A. Chim tu hú kêu. B. Hoa mận tàn. C. Hoa phượng nở. Và bây giờ chúng ta chỉ có 30 giây để chúng ta trả lời câu hỏi này. Các con hãy dừng lại video và mình tìm đáp án đúng nhất nhé. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án B, hoa mận tàn. Thông tin này xuất hiện ở ngay đoạn đầu tiên. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến, được chưa? Vậy đáp án của chúng ta phần này chính là đáp án B. Và bây giờ khi các con trả lời đúng câu hỏi này rồi thì mình thử xem món quà ngày hôm nay của chúng ta là gì nhé. À, món quà của chúng ta hôm nay chính là 3 chiếc kẹo mút. Và nếu bạn nào trả lời đúng và tìm nhớ nhé, là đây phải là câu hỏi mà các con vừa lựa chọn ở phần đầu. Nếu bạn nào lựa chọn vào câu hỏi số 1 và trả lời đúng câu hỏi này thì món quà của chúng ta sẽ là 3 chiếc kẹo mút. Đấy chưa? Cô xin chúc mừng các con. Bây giờ đến hộp quà số 2. Ôi, hộp quà số 2 không có gì rồi, đây là một hộp trống. Rất tiếc nếu bạn nào chọn vào hộp quà số 2 thì chúng ta đã không có gì ở trong ô quà này rồi, đúng không? Tiếp tục, số 3. Số 3 lại là một hộp ô trống nữa. Thật là tiếc phải không nào? Bây giờ đến câu 4 nhá, xem câu 4 là có quà không nào. À, thật là may quá. Hộp quà số 4 có câu hỏi đây rồi. Bầu trời và mọi vật có những thay đổi gì khi mùa xuân đến? A. Bầu trời thêm xanh, nắng vàng rực rỡ. B. Vườn cây đâm chồi nảy lộc rồi ra hoa. C. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. D. Cả 3 đáp án đều đúng. Và 30 giây cho câu hỏi này cho chúng ta bắt đầu. Chúng ta hãy xem đọc trong sách và để mình tìm câu trả lời chính xác nhất nhé. Thời gian suy nghĩ của chúng ta đã hết rồi. Các con đã lựa chọn được đáp án của mình chưa? Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Cả 3 đáp án đều đúng. Và sau khi chúng ta trả lời đúng đáp án này rồi thì mình thử xem món quà ngày hôm nay của chúng ta là gì nhá. À, món quà chính là một món đồ chơi mà mình yêu thích. Vậy thì các con hãy nhờ ba mẹ là: ba mẹ ơi, hôm nay con học rất tốt, con đã thứ nhất là con chọn được vào ô may mắn này, và thứ hai con đã trả lời được đúng đáp án của cô giáo rồi. Và đáp án đấy chính là một món quà, một món đồ chơi mà em yêu thích. Được chưa? Cô xin chúc mừng các bạn, bạn nào đã chọn hộp 4 và đã trả lời đúng câu hỏi ở hộp 4 này nhé. Hộp số 5. À, hộp số 5 lại là một hộp trống rồi, thật là tiếc đúng không? Tiếp tục hộp tiếp theo. Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân được miêu tả thế nào? Hoa bưởi, hoa nhãn, hoa cau được miêu tả thế nào? Thì bây giờ mình sẽ xem. Ở đây trong bài tập đọc này mình đã bắt đầu xuất hiện cái từ đấy là từ miêu tả. Miêu tả nó cũng là một cái loại tập làm văn. Tập làm văn miêu tả về cây cối hay miêu tả về mùa mà mình sẽ học trong thời gian sắp tới. Vậy thì mình để ý ở đây là mỗi loài hoa xuân được miêu tả thế nào. Khi miêu tả thì mình sẽ dùng những từ ngữ mà thể hiện được giác quan quan sát là mắt này. Được miêu tả bằng mắt thì thế nào? Mắt thì nhìn thấy màu sắc này, nhìn thấy hình khối này. Còn tai thì nghe được âm thanh này. Miêu tả là sẽ nói đến năm giác quan, quan sát bằng năm giác quan. Thì đây hoa bưởi, hoa nhãn và hoa cau được miêu tả như thế nào? Thì mình xem đáp án nhé. Ở đây hoa bưởi. Hoa bưởi thì nồng nàn, hoa nhãn ngọt và hoa cau thì thoảng qua. Đấy là các từ ngữ mà tác giả đã dùng để miêu tả các loài hoa, đúng không? Và khi chúng ta trả lời được đúng các câu hỏi này rồi thì mình thử xem món quà của chúng ta hôm nay là gì nhé.
À, món quà của chúng ta hôm nay là một gói bim bim. Cô xin chúc mừng bạn nào đã giành được món quà này nhé. Và bây giờ chúng ta sang tiếp hộp quà tiếp theo. À, với hộp tiếp theo thì chỗ này là không có gì rồi, đúng không? Hộp số 6. Hộp số 7 cũng lại là một ô trống nữa. À, đến hộp số 8 có câu hỏi: dòng nào nêu các loài cây có trong bài văn? A. Mận, bưởi, cau. B. Mận, bưởi, nhãn, cau. Và C. Nảy lộc, đâm chồi, nồng nàn. Vậy thì các con thử xem là mình dùng trí nhớ của mình xem đáp án A, B hay C mới là đáp án chính xác. Và đáp án của chúng ta hôm nay chính là đáp án B. Hoa mận, hoa bưởi, hoa nhãn và hoa cau. Khi trả lời đúng đáp án B thì chúng ta thử xem món quà hôm nay của chúng ta là gì nào. À, món quà, một món quà lớn đúng không? Đó chính là một món đồ chơi. Cô xin chúc mừng bạn nào đã lựa chọn câu số 8 trong phần lựa chọn câu của mình. Đến câu số 9. Con hãy tìm vẻ đẹp của những loài chim dưới đây. A. Thím chích chè. B. Chú khướu. C. Anh chào mào. Và D là ba cu gáy. Ở đây là mình sẽ tìm vẻ đẹp của tương ứng với các loài chim. Ví dụ đầu tiên là thím chích chè. Thím chích chè thì nhanh nhảu đúng không? Chú khướu, chú khướu ở đây được miêu tả là lắm điều. Anh chào mào thì đỏm dáng. Còn bác chim cu gáy thì trầm ngâm. Đấy là những từ mà được dùng để miêu tả. Và đây chúng ta thấy có từ này: không gọi chích chè, không gọi khướu, không gọi chào mào là con đúng không? Là con chim, mà gọi là thím, là chú, là anh, là bác. Vậy chúng ta lưu ý, khi mà dùng những từ ngữ của người để gọi cho vật thì người ta gọi đấy là biện pháp nhân hóa. Nhớ nhá. Khi mà mình dùng những từ này, ví dụ từ thím này, từ chú này, từ anh này, từ bác, là những từ vốn dùng để gọi cho con người mà nay gọi cho vật thì đây chính là biện pháp nhân hóa. Và trong văn miêu tả, khi miêu tả thì các biện pháp nhân hóa này sẽ giúp văn miêu tả của mình sinh động hơn và gần gũi hơn. Được chưa? Các con lưu ý những cái biện pháp này để sau này khi mình làm tập làm văn thì mình sẽ áp dụng nó vào trong các bài tập làm văn của mình. Được chưa? Thì sau khi trả lời phần này thì chúng ta sẽ xem món quà của chúng ta là gì. À, món quà của chúng ta hôm nay chính là một điều ước. Vậy thì các con ơi, nếu mà bạn nào chọn đúng vào ô số 9 này thì chúng ta hãy đưa ra một điều mong muốn nho nhỏ với cha mẹ của mình nhé. Và câu số 10, hộp quà cuối cùng của chúng ta là hộp quà không có gì cả. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua phần chơi, đó là hộp quà may mắn. Chúng ta đã lựa chọn 4 hộp quà và trả lời những câu hỏi ở trong đấy. Vậy thì kết thúc cái bài tập đọc mùa xuân đến này thì nội dung của bài đấy như sau. Chính là bài tập đọc này ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho đất trời, cây cối, chim muông đều thay đổi, tươi đẹp hơn. Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta xong bài tập đọc của tuần số 20. Và trong bài tập này chúng ta đã làm quen với rất nhiều những khái niệm mới. Ví dụ như là khái niệm về miêu tả đúng không? Khái niệm về biện pháp nhân hóa là dùng những từ vốn gọi con người để chỉ cho vật. Thì những cái biện pháp này sẽ là một phần kiến thức quan trọng để chúng ta làm tốt hơn phần luyện từ và câu ở phía trước và làm tốt hơn phần tập làm văn của tuần số 20. Vậy bài tập đọc của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con.